Tại Phú Quốc, vào cuối tháng 10, mùa mưa đã kết thúc, thời tiết đã bắt đầu bước vào mùa khô, mùa đẹp nhất trong năm. Tháng 10 ở Phú Quốc, biển êm ả nên hải sản cũng nhờ đó mà phong phú hơn. Bên cạnh đó thì còn rất nhiều các lễ hội đặc sắc của người dân miền biển cũng được tổ chức trong thời gian này. Vâng, quả thật đây là một cái thời gian mà chúng ta rất nên đến với Phú Quốc. Thêm một điểm cộng nữa cho những ai đang có ý định lựa chọn Phú Quốc là điểm đến cho gia đình. Đó chính là thời gian này, yếu tố về mặt chi phí cho chuyến đi cũng có phần rẻ hơn. Hai yếu tố quyết định đến chi phí của chuyến đi là vé máy bay và phòng khách sạn. Hiện nay thì các hãng hàng không cũng như là các đơn vị lữ hành đã có rất nhiều những chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng đến tham quan và trải nghiệm tại đảo Ngọc Phú Quốc. Thông thường, giá vé máy bay được điều chỉnh tùy theo dịp, nhu cầu. Tuy nhiên, do nhu cầu du lịch cuối năm không thực sự lớn, giá vé máy bay tới Phú Quốc tương đối hợp lý so với dịp cao điểm. Khi lựa chọn bay cùng Vietjet Air với chiều Hà Nội-Phú Quốc-Hà Nội trong đầu tháng 11 sẽ khoảng 2,6 triệu đồng một người. Chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc thường có mức giá hợp lý do vị trí gần, khoảng 1,7 triệu đồng một người. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện thời tiết và nhiều yếu tố bất khả kháng có thể xảy ra tình trạng trễ hay muộn hơn so với dự kiến ban đầu. Tôi thấy là những hãng bay giá rẻ như Vietjet, rồi Bamboo thì cũng thấy rằng là cũng tốt. Nhưng mà đôi lúc là tôi thấy rằng là cũng chưa được tốt lắm, tôi chưa được hài lòng lắm, bởi vì là hay muộn giờ. Không thể phủ nhận vai trò của các hãng hàng không như Vietjet đã mang lại cơ hội bay cho rất nhiều người dân, thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển. Đối với du lịch, những ưu đãi và hỗ trợ kích cầu du lịch nội địa trong nước cũng như thu hút lượng khách quốc tế có ý nghĩa rất lớn, tiếp đà phục hồi cho toàn nền kinh tế sau đại dịch. Những hãng hàng không giá rẻ hiện đang mở rất nhiều các đường bay đến Phú Quốc và rất nhiều đường bay mới, từ đó mà mở thêm cái cơ hội cho khách hàng từ những cái khu vực mà trước đây chưa từng có đường bay thẳng tới Phú Quốc, họ sẽ nhiệt tình hơn đến Phú Quốc hơn, dễ dàng hơn với họ. Và với cái mức giá mà mọi người chấp nhận được như vậy thì cái dịch vụ đem lại cũng là vẫn là rất là ổn. Các doanh nghiệp lữ hành cho biết thời điểm này, các doanh nghiệp sẽ tập trung cho thị trường khách quốc tế, đặc biệt sau tín hiệu mở cửa và bỏ test COVID-19 của Hàn Quốc, Nhật Bản. Doanh nghiệp hy vọng sẽ đón được lượng khách lớn từ hai thị trường này, cũng như tận dụng các đường bay thẳng tới từ Ấn Độ và một số thị trường khách quốc tế tiềm năng khác. Cùng với du lịch cả nước, từ nay đến cuối năm, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang kỳ vọng cuối năm nay đón 7,43 triệu lượt du khách, tăng 137,7%. So với năm 2021, tổng doanh thu du lịch 9.717 tỷ đồng, tăng 203,7% so với năm 2021.